Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đăng tải hơn 12.000 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Tính đến 17 giờ ngày 12 tháng 9, tổng số tiền được quyên góp từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 9 thông qua tài khoản Vietcombank là 527,8 tỷ đồng. Thông báo này của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã gây bão toàn cõi mạng. Đây không chỉ thể hiện hành động cực uy tín của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, mà còn là lúc để các thám tử mạng trách va những pha sao kê gây chấn động, xem đúng là tấm lòng thật hay chỉ là phong bạt thôi. Và tất nhiên, cõi mạng đã có đêm không ngủ khi phát hiện những pha làm màu khi Photoshop số tiền gây quyên góp lên đến cả trăm triệu đồng hay tỷ đồng, nhưng con số thực tế lại kém xa hot girl Louis Phạm, tên thật là Phạm Như Phương, bỗng bị gọi tên vào drama này. Trong thông tin trước đó, Louis Phạm chia sẻ ảnh màn hình chuyển khoản số tiền đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Dù không nói rõ cụ thể số tiền, nhưng Nityzen đều đoán cô phải chuyển tiền vài trăm triệu bởi cô dùng 8 icon chiếc lá che số 0 và lấp ló có con số 5 ở đầu dãy. Nhiều người cho rằng cô quyên góp khoảng 500 triệu đồng. Thế nhưng mới đây, dân tình lại check va ra một bill có thông tin được cho là khớp với nội dung tên chuyển khoản của Louis Phạm, nhưng số tiền lại chỉ là 500.000 đồng. Điều này đã khiến Louis Phạm bị chê là phong bạt và làm quá về số tiền từ thiện. Trước những lời chỉ trích của cộng đồng mạng, Louis Phạm đã lên tiếng trên trang cá nhân, cô khẳng định đó không phải là mình, chỉ có thể là giống tên. Về việc công khai số tiền từ thiện, lúc trước không công khai số tiền nên giờ cũng sẽ không công khai. Dù Louis Phạm đã lên tiếng phủ nhận tất cả, song Nitizen cũng đặt ra nhiều câu hỏi, vì sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Vì sao cô phải dùng đúng 8 chiếc lá để che số tiền chuyển khoản và vì sao cô lại trình bày vấn đề liên quan đến danh dự của mình một cách lòng vòng đến thế? Louis Phạm hoàn toàn có thể đập tan nghi vấn một cách cứng rắn, rõng dạc hơn, thậm chí công bố luôn số tiền đã chuyển để chứng minh mọi cáo buộc là sai sự thật, nhưng không có gì cả. Một lần nữa, Louis Phạm cho rằng có ai ghét mình, làm ra chuyện này để đẩy mình vào những drama, nhưng chính Louis Phạm lại không tự bảo vệ được mình khi thị phi bùa vây. Đây không phải lần đầu tiên Louis Phạm khiến người ta nghi ngờ những gì cô phát ngôn, bởi trước đây Louis Phạm cũng bị tố lối sống phong bạt nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cô cho những người theo dõi mình một câu trả lời xác đáng nhất. Chưa bàn tới việc đúng sai, có phải sự thật hay không, Louis Phạm lại một lần nữa trở thành cái tên thị phi nhất năm sau vụ việc này. Bên cạnh đó, nhiều thám tử mạng đã tìm kiếm ra những màn được cho là đã nổ trong việc chuyển tiền làm từ thiện khi so sánh cách dữ liệu được Mặt trận Tổ quốc đăng tải và ảnh cáp màn hình chính chủ khoe lên mạng trước đây. Trong đó có một anh chàng tên DHH chia sẻ đã chuyển đến 30 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, nhưng thực tế trách theo tên thì chỉ có 30.000 đồng. Mặt khác, một tài khoản trên Twitter tên DA chia sẻ chuyển 100 triệu đồng ủng hộ, nhưng khi trách lại chỉ có 10.000 đồng. Hay khó tin hơn nữa là một người tên TTD khoe chuyển khoản 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, nhưng quên mất không photoshop tên của mình nên bị dân tình trách ra là đã chuyển lại cho chính tài khoản cá nhân chứ không chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Cùng rất nhiều vụ khác khiến dân tình ngỡ ngàng về quá trình người phong bạt về số tiền từ thiện của mình. Nước sông Hồng đang giảm dần trong khoảng 2-3 ngày tới. Những vùng thấp ngoài đê sẽ hết ngập. Riêng khu vực ven sông Bùi, sông Tích, quá trình này có thể lâu hơn, kéo dài khoảng hơn một tuần. Tại Hà Nội, các quận Tây Hồ, Ba Đình, Long Biên đã xảy ra ngập úng ở khu vực Ven Đê, khả năng trong 6 giờ tới, mực nước sông Hồng tiếp tục tăng nên nguy cơ ngập úng vẫn còn hiện hữu. Các vùng ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy đã xảy ra tình trạng ngập úng. Theo dự báo, trong 6 giờ tới, mực nước ở hệ thống sông chính tiếp tục tăng và đạt mức 11,3m dưới báo động 3 khoảng 20cm, sau đó có thể trứng lại. Hiện tại, nước lũ giảm phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến mưa cũng như là các diễn biến về việc xả lũ của các hồ chữ nước. Ông Vũ Đức Long nói và nhận định, tại huyện Trương Mỹ, thời gian tới xảy ra ngập úng kéo dài do lượng nước ở các sông chính ở mức cao khó thoát. Ngoài ra, các huyện ngoại thành như Thanh Trì, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thanh Trì, Gia Lâm sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng do mực nước ở các sông nhỏ tiếp tục tăng lên. Ông Long đánh giá trong lịch sử chưa bao giờ tại tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lũ như những ngày qua. Đối với tỉnh Bắc Giang, hầu hết các xã vùng ven sông Cầu và sông Thương xảy ra hiện tượng ngập úng. Mực nước tại sông Thương và sông Cầu tiếp tục tăng những giờ tới, diễn biến lũ tại Bắc Giang có nhiều đặc điểm giống lịch sử năm 2008 và năm 1986. Ông Võ Văn Hòa, giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhấn mạnh, hiện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin cảnh báo ngập úng trong nội thành Hà Nội trước khi có mưa lớn. Tuy nhiên, nhiều trang mạng xã hội đã sử dụng thông tin này và đưa tin cảnh báo ngập lụt do lũ sông Hồng khiến nhiều người hiểu sai bản chất. Lũ trên sông Hồng lên báo động 3, Hà Nội vẫn an toàn. Ông Hòa khẳng định Nước lũ hiện tại lúc 11 giờ 30 phút là 11,02 m, thấp hơn báo động 3 là 0,48 m. Trên sông Hồng chỉ khiến khu vực ngoài đê bị ngập, không ảnh hưởng đến nội thành. Trong trường hợp lũ trên sông Hồng lên mức báo động 3, nội thành Hà Nội vẫn an toàn không bị ngập. Đến trưa 12 tháng 9, mực nước tại thượng nguồn sông Hồng, sông Thao đã đạt đỉnh và đang xuống. Xong, mực nước trên sông Thao xuống rất chậm. Hồ Hòa Bình, Hồ Tuyên Quang tiếp tục đóng thêm cửa xả là những thông tin tích cực để giảm nước lũ ở Hạ Lưu. Ông Hòa nói và đánh giá khả năng tiêu thoát lũ đang diễn ra chậm nên thời gian ngập lụt còn kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày tới. Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ khuyến cáo người dân ở vùng ven sông phải thường xuyên theo dõi các dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia để nắm các diễn biến của mưa lũ, có biện pháp ứng phó kịp thời ngoài ra người dân vùng ven sông cần tuyệt đối chấp hành các khuyến cáo cảnh báo di rời của chính quyền địa phương ông hòa cũng cảnh báo tại các tỉnh như lào cai yên bái cao bằng tuyên quang hà giang những ngày qua có mưa rất lớn chính vì thế đất tại các tỉnh miền núi phía bắc đã bị bão hòa nên nếu tiếp tục có mưa nguy cơ sạt lở là rất cao đất đã bão hòa nên có thể trượt xuống bất cứ lúc nào Lũ quét và sạt lở đất là hiện tượng thiên tai cực kỳ khó dự báo, do đó người dân ở những vùng nguy hiểm cần đến nơi tránh trú an toàn. Tại đây các diễn biến về lũ quét sạt lở đất được cập nhật liên tục, phân định các vùng có nguy cơ cao, vùng nguy cơ rất cao. Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, theo cập nhật, lượng mưa từ đêm 10 tháng 9 đến sáng 11 tháng 9 tại miền Bắc đã có xu thế giảm so với hai ngày trước. Đến ngày 13 tháng 9, mưa sẽ giảm dần theo ông Khiêm, lũ trên các hệ thống hồ tại miền Bắc hiện nay rất cao do lượng mưa lớn trong nhiều ngày, trong đó có hồ Thác Bà. Trưa ngày 11 tháng 9, lưu lượng nước về hồ Thác Bà đã giảm mạnh so với hai ngày trước. Ông Khiêm đánh giá, mặc dù lưu lượng nước ở hồ Thác Bà lớn, nhưng áp lực đã giảm so với trước đó nên trong vùng an toàn. Năm 2004, mực nước sông Hồng tại Hà Nội đạt mức 10,04 mét. Ông Khiêm nói và dự báo trong những ngày tới mực nước thượng nguồn biến đổi chậm nên mực nước ở sông Hồng tăng nhưng tăng chậm. Với mực nước hiện nay, các tỉnh hạ lưu sông Hồng như Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội có thể xảy ra lũ ở ven sông. Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại ở hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình, sông Thao, mực nước đều trên báo động 3. Thôn Làng Nủ có 760 khẩu trên 167 hộ sinh sống Hàng chục năm nay, cuộc sống của họ đều diễn ra yên bình, chưa từng xảy ra lũ quét sạt lở đất. Thế nhưng, khi thiên nhiên bất ngờ nổ giận, thì cũng là lúc tai họa ập đến. Trong khoảng chưa đầy 10 phút, đất đá từ đỉnh núi voi cao hơn 1.000 mét đổ ập xuống thôn làng nủ, nằm cách đó 2.000 mét, san phẳng ngôi nhà của 37 hộ dân. Thôn làng nủ giờ đây chỉ còn trong ký ức và trở thành nỗi đau của những người còn ở lại mảnh đất màu mỡ, bỗng hóa, tăng thương. Là một trong những gia đình sống sót thần kỳ sau cơn lũ kinh hoàng ấy, chị Hoàng Thị Lành, 25 tuổi, chú ở thôn Làng Nủ, chưa hết bàng hoàng nhớ lại. Khoảng 6 giờ ngày 10 tháng 9, chị và chồng cùng hai con, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, đang ngủ trong nhà thì nghe thấy một tiếng nổ lớn như bom nên giật mình tỉnh dậy. Nghi có chuyện chẳng lành, vợ chồng chị gọi những người dân gần nhà thức dậy thế nhưng do còn quá sớm cộng với việc trời đang mưa nên họ vẫn ở im trong nhà còn lũ dữ vẫn gầm như tiếng máy bay khiến gia đình lành cảm thấy run sợ sau tiếng nổ thứ hai cả làng hô nhau chạy đi lành và chồng vội vã bế hai con lao lên đồi chồng bế đứa lớn lành bế đứa nhỏ cả gia đình dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy lên tới đồi trong vòng khoảng 2 phút tôi ngừng mặt lên thì thấy đất đá đã đổ đến và nuốt chừng nhà mình Cơn lũ dồn dập san phẳng tất cả những gì mà nó đi qua, trong đó có cả nhà bố tôi, chị lành kể. Tận mắt chứng kiến sự tàn phá của dòng lũ, cả nhà lành run rẩy đứng im trên đồi, dòng nước cuồn cuộn vẫn dồn dập đổ xuống, có lúc chỉ cách vị trí của gia đình lành đứng khoảng 2 mét, khiến chị nghĩ gia đình mình chỉ còn nước chờ chết. Chúng tôi dùng lá cọ để che mưa, chồng tôi động viên mình đang đứng cao hơn lũ nên không sợ. Lúc đó chúng tôi cũng không dám chạy đi đâu vì cả ngọn núi này chỗ nào cũng đang chờ sập. Trời mưa mấy hôm rồi, chị lành kể. Cứ thế, gia đình lành bị cô lập trên đồi, cả nhà chịu đói nhưng chẳng biết gọi ai vì ngôi làng đã mất điện, mất sóng trước đó hai ngày. Một ngày sau, bốn người mới được đưa ra khỏi nơi an toàn. Mặc dù thoát chết thần kỳ, nhưng ký ức sáng ngày 10 tháng 9 lại trở thành nỗi ám ảnh của gia đình chị. Ba ngày nay, chưa đêm nào, lành được ngủ bởi cứ nhắm mắt thì hình ảnh con lũ, nuốt chửng ngôi làng lại hiện ra. Trận lũ quét cũng đã cướp đi sinh mạng của bố ruột lành cách nhà lành khoảng vài chục mét. Đến nay, người bố vẫn đang mất tích dưới lớp bùn đất. Bé trai nhà tôi còn nhỏ vẫn chưa biết gì, khi tôi cõng chạy lên đồi cháu vẫn đang cười, nhưng đứa lớn vẫn còn hoảng loạn lắm. Bây giờ, cháu vẫn hét lên trong lúc ngủ và thường xuyên hỏi mẹ ơi còn chạy không chị lành xót xa